Bố của. Cái này là không phải là bắp cải thường đâu, con bắp này. Wow. Xin chào cả nhà đang xem kênh Chúc Quỳnh TV. Hôm nay em sẽ chặt một vài cái bắp cải để làm kim chi ăn nha cả nhà. Mà bắp này nó cũng chưa có ốp bắp hơi nhiều á, nhưng mà em chặt vài bắp. Em sẽ chặt vài bắp em làm kim chi cả nhà. Bắp này nó còn bự nữa đó cả nhà. Nó còn bự nữa nha. Mà tại hết kim chi ăn rồi nên chặt đỡ vài bắp làm kim chi ăn cả nhà ơi. Mấy cái bắp này nó uổng quá, chặt nó uổng quá, nó còn bự nữa, nó bự dữ lắm luôn. Năm nay em trồng ít, năm rồi em trồng nhiều, năm nay trồng ít. Chặt uổng quá, để em coi coi. Giờ chồng em chặt bắp cải cho em nha. Chặt như vài bắp. Bắp nào bắp lấy, nó mới lớn là nó chưa có bự hẳn nữa đó cả nhà, nó còn bự nữa nha, chắc để rồi cỡ 2 tuần nữa là nó ngon lắm đó. Ở bên đây người Hàn cả nhà, người ta chặt bắp cải làm kim chi á, thì mấy cái lá xanh ở ngoài cả nhà người ta lột bỏ bớt á, lột bỏ bớt, nhưng mà cái lá xanh ở ngoài người ta không có bỏ nha. Mấy cái lá xanh ở ngoài là người ta sẽ đem đi luộc, người ta luộc cho chín xong rồi người ta rửa cho thiệt sạch, xong cái người ta dắt bỏ nó hết nước, cái xong người ta vô bọc cái này, vô từng nhúm gì đó, cái người ta để trong tủ đá, người ta để dành nấu canh ăn cả nhà.
nấu canh tên chằn ăn rất là ngon, canh tương tương bưởi tương của Hàn Quốc đó. Em cũng ăn cái lá cải này nấu canh đó cả nhà, nó ngon. Bây giờ em sẽ cho muối này vô. Muối này chồng em để trong bao á, nó lâu quá cái một cái bao cái nó gớt ba cái trong này là cả nhà, không sao nha. Nữa mình bỏ vô đây rồi mình lượt nó ra là được, nữa mình cải nữa mình sẽ rửa nữa cả nhà, không sao nha. Bây giờ em cho vô đây, cả nhà cứ cho thiệt là mặn không sao hết, nữa mình còn rửa lại nữa đó. Cho muối vô đây quay cho nó tan ra nha. Đây em đã quay xong nước muối rồi nha cả nhà. Nước muối này quay rất mặn, cả nhà quay mặn cũng không sao. Nếu mình nhận ngay cho vô là nó ra nước là nó còn ngừng có khi nó lạt nữa, cả nhà cứ quậy mặn đi. Thế nữa rồi nhưng mà đó, em quậy xong nước muối này nắm chừng quậy cho nó mặn là được đó cả nhà. Cái cùi này nè cả nhà cứ để không sao, thì cho kỳ nó mới kíp hơn kíp con chát. Nãy chồng em cắt nó hơi sâu cái cùi nè, cái cùi này cả nhà cứ để không sao cho tới chồng mình rồi cắt xong đó, mình ngâm xong cái là mình còn cắt lại nữa nha cái này. Gần cắt với làm hai bắp cải á cả nhà, cắt á, cho nó đừng có ấy bắp á, cho nó đừng có bị xúc lá nha cả nhà, cứ cắt cắt gần tới cái lá ở dưới đó khoảng mày cao này nè, cái xong cái mình lật nó ra à, gì nè là nó đỡ xúc lá hơn nha cả nhà. Đó. Cái này nãy chồng em cắt cái cùi nó sâu quá nè, gì là được nha cả nhà. Đó, xong cái mình sẽ nhỡ đây, nhỡ chỗ này cho nó thấm á, nhỡ trong này miếng gì nè nha, cái nè coi nè, nó bự nó vàng, cái này nó còn nhỏ đó, nó còn bự nữa nha cái nha. Xong cái mình cắt nhỡ đây, nhỡ cái đầu cho nó thấm muối. Để còn qua cái này không cần cắt, mình cứ để đi nữa rồi mình cắt sao, nữa mình rửa đó cái mình cắt nó chưa, bắp cải này nó chưa được bóp bắp nhiều quá, thêm nó chưa được bóp bắp lắm nè, nó còn hơi nhỏ đó con. Thấy nó còn hơi nhỏ, mình sẽ nhỏ như vậy ra. Ở bên hàng này người ta làm cái mùa làm kim chi người ta làm mấy trăm bắp, không phải nhà đông người nữa nha, người ta làm mấy trăm bắp. Năm nay thì bắp cải rất là mắc luôn. Em xẻ cái này nó hơi bị lệch bên này. Ô, cái bắp này ngon quá trời, cái bắp này. Wow. Cái bắp này hết biết ngon chứ. Bây giờ cả nhà nhận nó vô theo nước muối gì nè, nhận nó vô cho nó thấm đó, nhận vô đây xong rồi đem nó bỏ qua đây, bỏ qua thau này, cái mình gắt lên tí muối nữa nè, đây nè, cái mình gắt lên trên tí muối nữa vậy đi cho nó nhanh, cho nó nhanh ấy nha đó. Tại vì á mình không gắp nước muối lên, mình không gắp muối lên là nó sẽ không có, nó không có bị xẹp bắp cải đâu cả nhà. Cái này nó già đó, với lại nó bự á, nó không ấy được nha. Nhưng mà khi cả nhà đem qua đây để là cả nhà nhớ phải để ngửa nha, để úp là nó chảy nước ra hết đó. Cái mình gắp lên miếng muối nữa, gắp lên mặt cho nó miếng muối nữa.
em đã làm xong hết rồi nha. Còn dư nước muối thì em đổ hết vô đây. Cả nhà để đây ngâm khoảng từ 8 tiếng trở lên nha. Thường thì có nhiều người ta ngâm tới 12 tiếng luôn á cả nhà. Tại vì mình bắp cải mình sẽ đôi á thì nó lâu thấm hơn. Còn có nhiều người ta sẽ làm tư nữa. Nhưng mà em thấy sẽ đôi thì nó ngon hơn á. Nên em sẽ làm tư làm em sẽ làm đôi nha. Rồi xong rồi cứ khoảng vài tiếng hay gì đó thì cả nhà chở lên. 4-5 tiếng hay gì đó rồi cả nhà chở phía dưới lên trên xuống dưới vậy đó. Cho nó dễ thấm nha. Mình lấy đồ mình đậy nó lại cho nó dễ thấm. Rồi em sẽ để đây em đậy lại. Đó, đậy nó lại. Để đây nha. Đây nè cả nhà ơi. Cải bắp cải em ngâm hôm qua nè nha. Đây. Ngâm hôm qua nay nó sẹp rồi nè. Nó qua thấy nó còn dữ không? Hôm nay nó dịu nè. Cả nhà bóp rồi, đó, nó dịu quặc vậy luôn nè. Giờ mình đem đi rửa nha. Mình đem đi rửa, mình để cho nó ráo thiệt ráo nước rồi mình mới trộn sốt vô nha cả nhà. Giờ đem đi rửa thôi. Mình ngâm bắp cải từ 8 tiếng trở lên thì cả nhà nên rửa 3 nước nha. Rửa để cho nó bớt cái chất mặn á. Tại vì mình sợ là mình ngâm ngắn thời gian quá thì sợ bắp cải nó không có sẹp được á, nó không có thấm muối á cả nhà. Nhiều khi á mình mà ngâm bắp cải nó không thấm muối á, tới chừng mình rửa lại là bắp cải nó tươi rối rồi nha. Nó hết chất muối á, cái đó cái đầu nó sống lại cả nhà, nó tươi lại chứ nó không có sẹp xuống. Nhưng mà nếu như mà nó tươi lại á thì mình làm kim chi á nó rất là nó không có ngon như nữa nha cả nhà. Nên cái này á em ngâm muối hơi mặn cho nên em rửa ba nước rửa thiệt là sạch, rửa ba nước để cho thiệt là ráo nước như thế này, để càng ráo nước càng tốt. Thank you.
Cả nhà ơi, em đã rửa xong rồi nha. Cả nhà rửa xong thì cả nhà úp nó xuống cho nó ráo nước nha. Còn mấy cái đầu này nè cả nhà, mấy cái đầu cải đó thì cả nhà cứ chừng nào úp xốp vô thì cả nhà lấy dao cả nhà cắt nó bỏ vậy đó. Còn những người người ta làm thiệt là nhiều á thì người ta để cho nó khoảng chừng 4-5 tiếng gì đó, còn không mấy người ta để qua ngày luôn á. Thường á thì ở bên hàng này người ta làm kim chi vào mùa lạnh đó, nên ở ngoài trời nó lạnh giống y như là tủ lạnh vậy đó, để thêm ngày nữa cũng chẳng sao hết trơn, ở nhà không sao hết trơn, để cho nó thiệt là ráo nước á. Còn cái này em làm ít á thì em nếu để vài tiếng nữa nó không ráo thì em dắt nước nó bớt. Sốt trộn kim chi á thì em làm sẵn em để trên nhà, còn bây giờ em đang ở dưới quê á em không có đem sốt về á, tại vì tủ lạnh ở dưới quê nó rất là nhỏ, cái nhà nó không có chỗ chứa, cho nên em không đem về nha. Em để đây rồi xong đợi tí nữa nó không có ráo nước đó thì em sẽ dắt. Em dắt nước xong rồi em đem về trên nhà trên á, em ốt sốt vô nha. Video của em đến đây là kết thúc nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video sau. Bye bye cả nhà.